Tân ơi, anh Tân. Tại ban tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung đang phân loại quần áo từ các bao to của người dân ủng hộ ra các túi bé và từng bộ một. Hiện tại số quần áo rất nhiều thì bạn nào rảnh có thể qua sân giúp ban tổ chức phân loại quần áo nha. Em phát thật, em phát đùa đâu mà anh nhìn. Em không độc thoại đâu. Cứ từ từ. Anh thích cho chó lên sóng kìa. Em tí em cho lên không phải sợ. Đây đây, thằng kia mày đưa đây. Đây đây đây. Hôm qua có quả gen nọt khe rồi, hôm nay có quả. Đây nhá. Mọi người ủng hộ thì ủng hộ sao cho nó hợp tình hợp lý một chút cho chứ. Chứ thật sự nói thật là đây là chúng tôi là quyên góp hàng ủng hộ chứ không, đây không phải bãi rác cho mọi người nhá. Thôi nhưng mà thật nhá. Đây 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 đây. Hàng ủng hộ vừa lấy ra khỏi túi đây. Rất nhiều là cái hàng vớ vẩn. Xin nhắc lại là mọi người trong vùng lũ rất cần quần áo, nhưng mà chúng tôi rất ghi nhận cái tấm lòng của mọi người ủng hộ, nhưng mà ủng hộ sao cho nó hợp tình hợp lý một chút nha. Đây. Tại vì một thùng công đến để chúng tôi đóng hàng. Đây là ông chủ Vivo nhá. Ông chủ Vivo Hải Phòng ấy, sợ kinh. Phát ngôn viên này, phát ngôn viên phát. Bác bảo đừng ủng hộ mấy cái thể loại kia đó. Quan vừa nói thật thôi, đây không phải bãi rác. Anh Tân ơi, báo túi vừa rồi đâu? Đấy nhá, đây là con gái của bà đáp ấy nhá.